Xin kính chào toàn thể tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay bên em lại về cho bác một cái lô hàng rất là ngon. Thực sự là một cái lô hàng này thì cũng là một cái gì đó mong chờ từ khá là lâu. Vì cái lô này cũng đặt khá lâu rồi bác này. Thì sau thành công của cái lô loa Milac lần trước, bán vèo cái là nó hết các bác nhá, loa full 30. Thì lần đó bọn em đặt số lượng rất là lớn, tới tận 50 cặp cơ. Nhưng mà cái lô loa này nó sẽ chia thành hai đợt. Lần đợt 1 thì là bọn em vừa mới bán cách đây tầm 1 tháng. Và đây chính là cái đợt thứ hai mà của cái trong cái tổng số hơn 50 cặp loa Milac đây các bác này. Đây, dòng loa Milac Pro Audio này thì các bác đã quá quen thuộc với nó rồi. Sử dòng này thì nó sẽ sử dụng một bát 30, bát chép của Martin cánh én các bác nhé. Đây, bát rất là đẹp luôn. Thì các bác thợ bên em vừa mới bóc thùng ra, khui thùng ra các bác nhé. Khui thùng ra thì tất nhiên là cái này thì bọn em cũng quay cho các bác là quay từ những cái thời điểm mà vừa mới khui thùng đến cái lúc mà nó hoàn thành. Để các bác có thể chiêm ngưỡng những cái đồ loa như thế này. Đây, lần trước thì với cái lô loa Milac trước thì đã cháy hàng các bác nhá. Lần này thì số lượng ở đây thì em nhìn thấy sơ sơ còn tầm hơn 20 cặp. Hơn 20 cặp nữa ở đây thì cũng là một cái phần đó. Những cái bác lần trước mà không đặt được hàng Milac loa bát 30 ra thì em lại sử dụng bát chép của Martin cánh én, thì lần này các bác sẽ có cơ hội tiếp theo được đặt hàng với những đôi loa như thế này. Đấy, và đây là những đôi loa này, cái chất âm của nó thì với Martin cánh én thì các bác biết rồi. Đó là một cái dòng loa cho các bác một tiếng lời cực kỳ sáng luôn nhá. Các bác hát karaoke với những dòng này thì rất là phê. Đây, bát đang còn rất là đẹp các bác ạ. Đấy, bát gần hai sóng các bác nhá, gần hai sóng. Đấy, đây là bát 30. 30 Milac đây các bác này, Milac nhá. Thương hiệu rất là quen thuộc luôn. Milac. Dòng này thì nó cũng là vẫn là cái phiên bản của cái lô lần trước đấy. Nó là phiên bản của lô lần trước các bác này, nó sẽ là cái phiên bản KF12. KF12 của Milac này. Đấy. Dòng này thì công suất của nó sẽ là 300W và kháng trở 8 ohm thôi nhá. Cái này thì vấn đề là rất là quen thuộc rồi. Cái nội thất của Milac thì cũng vậy. Lần này thì có thêm một cái điểm đặc biệt hơn nữa, thì lần này có thêm một đôi màu đen các bác ạ. Toàn bộ lần trước là lô màu trắng, lần này là lô màu đen. Và cái sản phẩm thứ hai, cái sản phẩm thứ hai mà muốn giới thiệu cho các bác đây, đây chính là một đôi cả một lô loa Martin Audio Bass 25. Bass 25 các bác ạ. Đây, hàng vừa mới khui thùng ra cho nên đang còn khá là bụi bặm, và tất nhiên là cái này phải vệ sinh và tút tát trong một khoảng thời gian khá là lâu nữa. Tầm với một lô loa như thế này thì có lẽ sẽ phải là tầm 3 đến 4 ngày nữa thì mới có thể lên sóng cho tất cả các bác được. Và bọn em không biết là đang phân vân giữa là lên sóng giữa loa Martin Audio 25 này hay là loa Milac 30 này. Để bác nào muốn mua những cái sản phẩm ví dụ như là 30 hoặc 25 thì bác có thể comment dưới cái phần bình luận nhé, để em tập hợp cái nhu cầu của tất cả các bác xem là các bác muốn có sở hữu những cái dòng loa bát 30 giá rẻ hay là bát 25 giá rẻ trước, để biết đường là cho các bác thợ làm. Vì theo cái kế hoạch của hôm qua bọn em định là ngày hôm nay sẽ bắt đầu là tút tát với cái lô loa nằm CAF HK12KHM MK 25 mã. Nhưng mà thấy cái lô loa 30 Milac này về thì đang phân vân là không biết là làm cái lô nào trước. Không biết là làm lô nào trước các bác ạ. Đây. Đây các bác nhá. Milac Pro. Thằng này thì phải tút tát lại các bác nhá. Tút tát lại nó sẽ đẹp ngay thôi. Không thể để như thế này được. Để như thế này thì các bác bán thì các bác chửi cho to đầu luôn, từ ông to đến ông nhỏ luôn. Đấy. Dòng này nó sẽ là thùng vát các bác nhá. Nó là cái form của Martin ấy. Nó là form của Martin cánh nhén của Martin Audio á. Thùng vát Ekan lục lăng và bên trong không có lớp lưới lọc bụi. Đây, Milac này. Lần trước thì em nhớ là em có 2-3 đôi là phải nợ đơn khách hàng mà sau đó các bác lấy lại tiền cọc. Thì lần này nếu các bác muốn lấy hàng tiếp thì các bác có thể liên hệ trực tiếp luôn cho 1977 theo hai số điện thoại phía dưới màn hình. Để em liên hệ đặt cọc trước cho các bác luôn. Xin hẹn các bác vào 3-4 ngày nữa các bác nha. Xin chào.